nhân vật nữ tìm đến cái chết để trốn chạy bẫy tình mà chính mình đã nhẹ dạ sa chân. Đúng là một bi kịch gia đình thời nay được lật xới qua con mắt sắc lẻm Bích Ngân. Rõ là Bích Ngân đã chịu thấm những chuyện thường ngày ở đô thị hôm nay, lại luôn biết biến đổi góc nhìn khi chính kịch, khi hài kịch và nhiều khi là bi kịch. Và bi kịch gia đình thời nay như luôn rơi vào số phận người vợ. Trong chuyện, Bích Ngân đã viết vót sắc tình huống bẫy tình, sáng suốt đứng về phe nước mắt, thơ dương tưởng và mạnh mẽ đi đến kết cuộc như không có hậu, để cho nhân vật cố sức quẫy đạp và dãy giụa lần cuối cùng hòng quay về với cuộc sống là những đứa con. Mừng Bích Ngân viết chuyện lên tay và đã tìm đúng cái viết bóc mẽ được thân phận phụ nữ đô thị Việt với các sắc màu thẩm mỹ. Bởi Bích Ngân chính là chủ thể viết chịu nghiệm sinh đô thị bằng chính cái sống của mình. Chuyện ngắn Kẻ Tống Tình của tác giả Bích Ngân. Như một bóng ma, hắn lại xuất hiện. Bằng cách nào đó, hắn bám theo sát Lam bất kể chỗ nào, trên đường đi, trước công ty nơi chị làm việc hay trước cổng nhà nếu Lam không đến điểm hẹn gặp hắn. Mà gặp hắn lần nào cũng theo một quy trình mặc định, vào quán cà phê chọn ngồi một góc khuất nào đó, hay vào một nhà hàng ăn vội uống vội, rồi đến một khách sạn bất kỳ vồ vập ôm ấp mây mưa. Họa hoàn mới có vài ba lần trong năm, chị thu xếp mọi việc, tạm bỏ lại tất cả rời khỏi thành phố, để có được vài ngày sống với hắn trọn vẹn cả ngày lẫn đêm. Gần 2 năm lén lút tuân thủ quy trình đó, Lam gần như suy kiệt. Chị đã tìm mọi cách để né tránh và chạy trốn, nhưng không cách nào thoát khỏi. Như một bóng ma, hắn lại xuất hiện. Không thong dong bước vào cổng công ty nơi Lam làm việc như một vị khách, thì nóng nảy bấm chuông ồn ĩ trước cửa nhà chị, hoặc thình lình chặn đường Lam trước shop mỹ phẩm, shop thời trang hay trước cửa siêu thị. Thường hơn là nhảy sổ vào màn hình điện thoại hay vào màn hình laptop. Nhiều lần Lam đổi số điện thoại, đổi địa chỉ email, nhưng hắn vẫn lần ra. Không ít lần chị dùng mình lạnh toát. Hay hắn chính là bóng ma? Là bóng ma? Sao hắn lại rất đàn ông, cuốn hút và nồng nàn đến vậy? Lam tự hỏi. Là bóng ma? Sao hắn lại trơ lì đến độ mòn nhẵn, không còn sót lại chút nhân tính của giống người? Là bóng ma? Sao hắn lại dai dẳng trực chờ đe dọa và luôn đè lên chị sức nặng của tảng đá? Khối đá đó nhưng không lúc nào nhấc ra khỏi tâm trí Lam, thân xác Lam. Ngay như lúc này, chị đang ngồi trong phòng làm việc, nơi chị yên ổn làm việc suốt gần 20 năm, đã tạo dựng được cho mình một vị thế vững vàng trước khi bập vào hắn. Trước khi bập vào hắn, chị đã vượt qua một chặng đường dài gắng gỏi trèo trống để cùng chồng đưa gia đình đến được cái bến vững chãi. Một chồng, một vợ, 2 con, một gái, một trai, nhà lầu 3 tầng, chiếc xe 4 bánh, một số tiền trong tài khoản đủ để nuôi 2 đứa con đi du học và dự phòng bất chắc. Cái gia đình đủ đầy mà bạn bè chị không phải ai cũng có được. Duy chỉ có chị mới rõ được sự thiếu hụt mà tiền của và con cái không thể lấp đầy. Sự thiếu hụt ngày một nhiều, sự trống vắng càng lớn khi cả 2 đứa con lần lượt đi du học. Ngôi nhà trở nên quá rộng, khoảng cách giữa đôi vợ chồng, tuy phòng ngủ của chị cách phòng ngủ của chồng chỉ 1 tầng lầu, từ nhiều năm nay đã không còn chăn gối ái ân, mỗi ngày mỗi xa thêm. Trước đây đi làm về, Lam vùi vào bếp lo cơm nước, tìm thấy niềm vui khi làm được món ngon và hạnh phúc nhìn 2 đứa con chí thú ăn uống, nghe chúng cười nói, cãi vã hay kể chuyện học hành trường lớp. Giờ, sau giờ làm, chị cũng về nhà, cũng nấu bữa ăn, cũng bày thức ăn ra cái bàn ăn quen thuộc của gia đình, cũng nhỏ nhẹ mời chồng ăn cơm đi mình. Nhưng trong suốt bữa ăn, gần như chỉ nghe tiếng chén đũa chạm vào nhau. 2-3 lần, Lam và chồng cùng ngồi vào chiếc ô tô thăm thú đây đó, hay đến nhà người thân, nhà bà con, khi thì bên chồng, khi bên chị. Và cũng không ít lần, chị theo hộ tống anh đến bệnh viện, nơi anh đến khám định kỳ về điều trị, chống chọi với căn bệnh suy thận kéo dài nhiều năm. Cả hai cũng chỉ mở miệng nói vài câu về việc ăn học của 2 đứa con. Ngồi cạnh nhau trên băng ghế sau lưng tài xế, 2 người xa cách như 2 kẻ lạ ngồi cùng chuyến taxi.
Anh đưa mắt đăm đăm nhìn xuyên qua kính xe như đang tìm kiếm điều gì đó. Những lúc như vậy, Lam mường tượng mình ngồi trong cái nhà mổ đang chuyển dịch. Trống vắng, ngột ngạt, buồn tẻ trong ngôi nhà không hơi ấm đã đẩy Lam đến với lớp thể dục thẩm mỹ buổi tối, sau khi nấu xong bữa cơm và dọn sẵn ra bàn ăn cho chồng. Do tập trung luyện tập, chỉ sau 3 tuần, Lam trở thành một học viên gây được sự chú ý cho huấn luyện viên. Cậu ta, chị đoán người trực tiếp huấn luyện lớp, ít nhất cũng nhỏ hơn chị chừng 7 tuổi, thường mời chị bước lên hàng đầu để làm mẫu tập đi tập lại những động tác khó và không ngần ngại đưa đôi tay, đôi lúc dùng cả chân, kiên nhẫn uốn sửa những thao tác mà chị thực hiện chưa chính xác. Nhờ cậu ta nhiệt tình kèm cặp, Lam trở thành một học viên xuất sắc. Dần dần, khi đã nhuần nhuyễn các động tác, mỗi khi được mời làm mẫu cho lớp, Lam nhận ra da thịt mình chợt ấm nóng, đầu óc váng vất ngây ngất như say sóng khi bàn tay to khỏe của cậu huấn luyện viên chạm vào cơ thể, khi eo, khi lưng, khi cổ, khi bắp tay, khi nhượng chân. Cơn rộn rạo trờn vờn trở tới trở lui, ngay cả khi chị không đến lớp thể dục. Lam thấy ngặt ngặt khó thở khi nhớ lại mùi mồ hôi hăng nồng và hơi thở nóng hổi của cậu ta. Mấy lần, chị định bỏ lớp học, trốn chạy cái cảm giác mà từ lâu tưởng tắt lịm, bất ngờ được khiêu dậy và trực trợ bùng cháy. Nhưng rồi, cái mùi mồ hôi hăng nồng, hơi thở nóng hổi, đôi tay to khỏe, cơ bắp chắc nịch nơi cậu huấn luyện viên lại kéo chị đến lớp thể dục. Cậu ta dường như cảm nhận được những cung bậc cảm xúc rất đàn bà nơi Lam nên ý tứ lùi lại một chút. Lam không còn được mời làm mẫu như trước đây. Thay vào chỗ chị là cô gái trẻ có thân hình rất chuẩn với đường cong quyến rũ trong bộ thun ôm sát. Sự tươi trẻ săn chắc của cô gái bên cạnh chàng huấn luyện viên cuồn cuộn sức sống lại khiến các bà tuổi sồn sồn như Lam bứt rứt. Những nhan sắc về chiều còn cảm thấy như đôi trai gái ấy vừa trêu ngươi, vừa thô bạo lấy đi sự kiên nhẫn, hòng tìm lại phần nào vóc dáng thủa thanh xuân nơi họ. Lam bỏ tập liền bà buồn. Sau giờ học buổi thứ ba mà chị vắng mặt, lúc chị đang ngồi trước bàn trang điểm, lấy ngón trỏ di di chỗ nếp nhăn giữa hai đầu chân mày, thì điện thoại có tin nhắn. Nếu chị rảnh, em mời chị uống ly cà phê, huấn luyện viên lớp thể dục thẩm mỹ. Lam bất ngờ rồi lưỡng lự, cuối cùng là nhận lời, chị nhắn lại. Quán cà phê nào, chị sẽ tới. Quán cà phê sân vườn nằm ở góc đường cách nhà Lam chỉ mấy phút đi xe máy. Cậu ta đã cởi bỏ bộ quần áo huấn luyện viên thể dục và mặc trên người bộ quần áo lịch sự, áo sơ mi caro trong chiếc quần tây thẫm màu. Cậu ta chọn chiếc bàn đặt cạnh một chậu hoa lài thoang thoảng hương. Lam vừa ngồi xuống ghế, cậu ta ngoắc gọi tiếp viên tới. Không hỏi Lam, cậu ta gọi luôn. Cho một ly cam vắt không đá, không đường và một ly cà phê đá ít đường. Lam buột miệng. Sao cậu biết sở thích của tôi? Em là người chăm sóc nhan sắc mà chị. Lam muốn hỏi sao cậu lại biết số điện thoại của chị, nhưng rồi không hỏi. Khi nước uống được đem ra, Lam như chỉ chú tâm vào ly nước cam. Chị cúi xuống ngậm lấy cái ống hút bằng nhựa cũng màu cam với hình dáng uốn xoắn rắc rối và mút từng chút. Lam hơi ngạc nhiên trước cách thưởng thức chậm rãi điệu đàm của mình. Cậu ta chắc cũng nhận ra điều đó, chợt hỏi. Chị có hay đi uống cà phê buổi tối như vậy không? Không, đây là lần đầu. À có, cái đây lâu lắm rồi. Làm thế mình hớ hênh. Chị lại càng bối rối khi thấy ánh mắt cậu ta dừng lại nơi khuôn ngực phập phồng của mình. Lam lờ mờ nhận ra cái bẫy ngọt ngào đang răng mắc. Vội đẩy ly cam vắt ra, chị lật đật đứng lên như sực nhớ ra điều gì hết sức khẩn thiết, như quên cái nồi cơm sôi trên bếp ga đang cháy. Xin lỗi cậu, tôi phải về. Cậu ta móc bóp lấy tờ tiền để trên mặt bàn và gọi cậu tiếp viên tới, hất hàm về chỗ đồng tiền rồi cầm lấy cái sắc tay mà Lam đặt trên mặt bàn đưa cho chị. Nếu có việc gấp thì chị cứ về. Cậu ta đứng lên bước theo Lam. Cậu ta giành dắt xe của Lam từ chỗ gửi xe ra lối đi. Khi đến đoạn đường mở tối dưới bóng cây, cậu ta đột ngột dừng lại, gạt ngang cái trống xe quay sang Lam, thình lình kéo chị vào lòng thì thào. Em yêu chị, em yêu chị. Hắn siết Lam trong vòng tay, dùng chân kẹp lấy chân Lam, phủ đám mưa hôn lên cổ, lên mắt, lên má, lên miệng, và dùng chiếc lưỡi mạnh mẽ tách đôi môi Lam ra, cuộn lấy lưỡi Lam. Xô đẩy chống trả, nhưng tay chân chị cứ lạc đi yếu dần,
làm thế mình mụ mị trước cơn sóng đê mê dập dồn ập đến. Hấp tấp cuống cuồng, cả hai kéo nhau vào khách sạn gần đó. Một lần, hai lần, ba lần, rồi thành quen, thành nghiện. Cơn nghiện khiến cả hai trở nên liều lĩnh và danh ma. Làm đi công tác nhiều hơn, kể cả ngày thứ bảy và chủ nhật. Họ ở bên nhau nhiều hơn, lâu hơn. Nhưng với hắn, người tình của Lam vẫn không thỏa. Nhiều lần hắn thẳng thừng đề nghị, mình cưới nhau đi. Nếu Lam hé môi, hắn thường khóa chặt miệng chị. Anh chưa vợ, còn em thì quá chồng, không việc gì phải sống núp ló như vậy. Lam cố sức đẩy hắn ra. Em không quá chồng. Hắn cười khẩy. Nhưng sống như chồng em thì khác gì đã chết. Lam chợt rùng mình khi nhận ra hơi lạnh sau câu nói cay nghiệt của hắn. Nhiều lần bị Lam khước từ đề nghị cưới, hắn bớt dần vẻ nôn nóng và bớt đi những buổi hẹn, bớt đi những cuộc điện thoại nồng nàn. Rồi chính sự thưa vắng không bình thường lại khiến chị sốt ruột. Từ chỗ như một con mồi bị săn đuổi, bị tấn công, bị dồn thúc, Lam trở thành kẻ săn lùng. Khi vừa nghe tiếng alo của hắn, nước mắt chị đã trực trào ra. Sao anh không nghe điện thoại? Anh khỏe không? Anh có bị làm sao không? Anh đang ở đâu? Lam nghe hắn cười, kiểu cười nhếch mép, cái mép có hàng ria rậm. Em làm gì của tôi mà kiểm soát tôi? Thôi nhé. Chị lồng lộn gọi lại, hắn khóa máy. Không chịu được, chị lia ngón tay trên bàn phím gửi cho hắn. Mình gặp nhau đi. Gặp nhau, lại dò dẫm khám phá, lại đắm đuối, lại thấy cuộc đời quả là tẻ nhạt nếu thiếu đi những giây phút tận hưởng kiệt cùng. Tuy nhiên, khi cái thân thể lõa lồ cường tráng được khoác vào mình mấy mảnh vải được ghép kết khéo léo, hắn như trở thành kẻ khác. Hắn bồn chồn khó chịu, đi đi lại lại khi chờ Lam dặm lại son phấn trên gương mặt mà mới mấy phút trước chính môi lưỡi hắn làm trôi đi còn dấp dính. Đợi người tình có được một gương mặt hồng hào phấn son, hắn bước tới kéo Lam đứng lên, nhìn xoáy vào mắt chị thấp giọng: sống thiếu anh, em khốn đốn đúng không? Giá như đừng sợ nhòe nhoẹt son phấn, Lam đã vùi vào ngực hắn, đớt đát nũng nịu. Nhưng nhờ giữ son phấn, chị được nhìn gương mặt hắn ở cự ly gần. Vậy sống thiếu em, anh có khốn đốn không? Hắn dùng cả hai bàn tay bóp mạnh vào gáy chị. Thiếu em, anh sẽ thành thằng điên. Mắt hắn chợt lóe lên thứ ánh sáng của khí giới. Em phải lựa chọn một trong hai, ly dị người chồng bất lực đó rồi cưới anh, hoặc chia đôi cho anh số tài sản mà em đang có. Lam trực hiệu xuống. Một hồi sau khi hắn bỏ đi, Lam mới hiểu rõ câu nói của hắn và nhận ra cái hố sâu mà mình đã rơi vào. Xoay trở, dãy giụa, Lam lại càng lún sâu hơn. Hoảng sợ, chị cầu xin hắn, van này hắn buông tha chị, buông tha cho gia đình chị. Hắn nhếch mép cười, rồi lia nhìn khắp mặt chị. Ai buông tha ai? Chính em đã mê hoặc anh, chính em đã đẩy anh đi đến quyết định là hai chúng ta phải chính thức thuộc về nhau. Còn nếu khước từ có nghĩa là cũng chính em đẩy anh đi đến sự lựa chọn khác. Lựa chọn khác? Lam hỏi lại mặt tái nhợt. Hắn nâng cằm chị nhấn nhá từng từ. Phải, đó là sự yên ổn của hai đứa con em. Lam lùi lại hoảng hốt lắp bắp. Anh định làm gì các con tôi? Hắn kéo Lam lại, cúi xuống đặt nụ hôn ướt át lên môi chị. Anh chẳng làm gì tổn hại đến chúng, anh chỉ báo cho chúng biết mẹ nó có bạn tình. Mặt Lam tái xanh như một xác chết. Không có điều gì thuộc về Lam mà hắn không tưởng. Với chồng, trước cái tát của sự phản bội có thể không làm anh gục ngã. Bởi hai người sống cạnh nhau nhưng lại vô hình, vô ảnh, vô cảm trong nhau. Tình vợ chồng từ lâu đã không còn, nghĩa vợ chồng cũng là cái gì đó gắng gượng, kiên cưỡng. Và sự thủy chung thật ra đã thành thứ trang trí phù phiếm trong ngôi nhà mà cả hai đều không còn thứ gì chung cả ngoài hai đứa con. Tuy nhiên, chị không thể ly dị với chồng khi anh đang chống chọi với bệnh tật. Hơn nữa, trong mắt hai đứa con, sự chia ly của cha với mẹ sẽ là cái gai gây xốn xang nhức buốt. Chúng sẽ bước vào đời bằng đôi mắt không bình thường. Mà với Lam, hai đứa con là tất cả, là những gì quý giá nhất mà chị có được. Bằng mọi cách, chị phải bảo vệ chúng, phải tách chúng ra khỏi hắn. Bằng tiền, chỉ có tiền mới đẩy được kẻ nguy hiểm này ra xa. Không chỉ hoãn, chị vội ra ngân hàng rút tiền
và gọi hẹn hắn ở một quán cà phê. Uống xong ngụm cà phê, hắn hất mặt về chỗ cục tiền mà Lam đặt trên bàn hỏi. Bao nhiêu? 300, Lam đáp. Uống thêm một ngụm nữa, hắn nhìn vào Lam. Chỉ bấy nhiêu thôi sao? Không dằn được, chị hét lên. Anh có còn là con người nữa không? Vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, hắn chồm tới nói vào tai Lam. Xung quanh có người, em lớn tiếng làm phiền họ đó. Hắn đẩy ly cam vắt không đá, không đường xịt thêm về phía Lam. Còn câu hỏi của em, thực ra anh cũng đã tự hỏi, và anh cũng tự thấy mình đã để rơi rớt cái chất người mỗi lần vụng trộm với một người đàn bà có tiền và có chồng. Một lưỡi dao vô hình cắm phập vào ngực Lam. Anh từng vụng trộm với nhiều người. Hắn gật, cũng oài lắm rồi nên anh muốn kết thúc. Kết thúc bằng cách tống tiền người đàn bà thật lòng yêu thương anh. Tiếng Lam lạc đi rồi bất ngờ chị rít lên. Anh còn khốn nạn hơn là một kẻ cướp. Lam nghẹn lời, nước mắt uất ức trào ra. Hắn ngồi im vài giây rồi nói. Cướp tình rồi cướp tiền. Phải, anh đúng là kẻ cướp mạt hạ. Nhưng anh làm được gì hơn để thoát khỏi cảnh suốt đời phải thuê nhà để ở? Trong khi em biết mà, anh đâu phải là kẻ chơi lười. Anh là thằng làm việc có trách nhiệm, rất có trách nhiệm, kể cả việc gối chăn. Hắn ngừng để thở rồi cười. Cười to đến nỗi những người khách chung quanh ngoái lại nhìn. Thình lình, mắt như lóe lên ánh thép, hắn gầm gừ. Anh cũng muốn làm kẻ cướp hạng sang lắm, chờ kẻ cướp ăn trên ngồi chốc. Nhưng anh... Sorry em, anh chỉ là một thằng làm mướn làm thuê. Hắn lử mắt nhìn cục tiền. Anh đành phải tạm giữ chỗ này. Một lần nữa, sorry em. Hắn cho tiền vào cái cặp xách tay, bước đi. Chợt hắn quay lại nói. À, mà em đừng cố mà thay số điện thoại, vô ích. Hắn hiện nguyên là một con ma bụt. Hắn hút máu người đàn bà từng cùng hắn ân ái mặn nồng. Chỉ còn cách duy nhất để Lam thoát khỏi hắn, thoát khỏi cái hố sâu ngày một thêm sâu, là một sợi dây thừng, là một chiếc thòng lọng. Chị vân vân, chiếc thòng lọng sẽ khó tìm chỗ mắc ở một độ cao cần thiết, dù trong phòng nơi chị làm việc hay trong phòng ngủ của ngôi nhà. Cuối cùng, chị quyết định đi mua lọ thuốc ngủ. Trong phòng ngủ vắng lặng, khi rót chai nước vào ly và cầm lên lọ thuốc ngủ, hắn là người mà Lam nghĩ đến đầu tiên. Chị biết hắn sẽ biến khỏi thành phố khi hay tin chị tự vẫn với số tiền của chị và một người tình dĩ nhiên không phải là chị. Lam cho vốc thuốc vào miệng, rồi bưng ly nước uống một ngụm to, ngửa cổ ực mạnh một cái. Công dụng của thuốc ngủ khiến Lam trôi vào giấc ngủ đen ngòm. Chút ánh sáng le lói đâu đó từ trí não, từ ký ức vẫn khiến chị lờ mờ nhận biết. Nếu chị nhắm mắt lại thì vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội được mở ra. Sẽ không còn thấy được căn phòng này, ngôi nhà này và những gương mặt thân yêu. Chị muốn chạy bộ đến chỗ chồng, nhưng đôi chân như bị xiềng, không thể nào nhấc lên nổi. Lam chợt nhìn thấy màn hình sáng sáng của chiếc điện thoại nằm trước mặt. Chị nhấc điện thoại, dưng mi mắt nặng trịch lên, cố tìm số điện thoại của anh được cài trong bộ nhớ. Những ngón tay đã không còn tuân theo điều khiển của chị. Chúng chỉ thao tác theo thói quen rồi ấn vào phím gọi. Khi nghe tiếng trả lời không phải là chồng mà là hắn, chị tuyệt vọng buông mình trôi theo dòng xoáy. Trước khi mất hút vào vực xoáy đen ngòm, Lam cố sức quẫy đạp, cố sức giãy giụa và cất tiếng gọi. Chị gọi tên con, đứa lớn rồi đứa bé, gọi thật to. Rồi dường như Lam nghe được tiếng con, chúng còn lay gọi chị. Mẹ, mẹ ơi, dậy đi. VTC Now.